đã bán rẻ không cọc thì các bác không mua thì các bác mua ở đâu bên em chuyên bán tất cả các dòng điện thoại từ 1 triệu đến 10 triệu bên em mua bán không cần cọc một xu không cần cọc một đồng nào thoải mái kiểm hàng trước khi thanh toán kiểm tra đúng sản phẩm em quay và các bác đặt thì các bác nhận còn không đúng thì chúng ta không nên nhận để tránh cái trường hợp là chúng ta bị mất tiền mà không nhận được đúng cái sản phẩm. Ví dụ như vận chuyển đi nó bị va đập vỡ này, hoặc có thể là do bên tôi đóng đơn nhầm này, hoặc có thể là do nhân viên người ta trao đổi hàng này. Cái này nó cũng có thể nó xảy ra. Để đảm bảo được cái đồng tiền của các bạn và cái sản phẩm của tôi thì tốt nhất các bạn cứ kiểm hàng rồi thanh toán là ok nhất. Còn bên em cam kết với mọi người là tất cả các sản phẩm bên em Từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo Nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có Có giá từ 1 triệu đến 10 triệu cam kết hàng chính hãng chế độ bảo hành bên em là 30 ngày Nếu không may các bác dùng lỗi em sẽ hỗ trợ các bác một đổi một trong vòng 30 ngày và bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác là một năm miễn phí ship ship toàn quốc bất cứ các bác ở tỉnh nào em đều ship được các bác nhá còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm anh em ưng được cái sản phẩm nào thì nhấc máy và gọi trực tiếp để chốt đơn Đấy, và em sẽ ship đến tận nhà ví dụ như đây là một chiếc điện thoại Oppo A31 mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Em đã bán cho tất cả các bác không cọc, kiểm hàng thanh toán thì những cái lời quảng cáo của em nó phải chuẩn 100% chứ không phải là 99%. Nên anh em yên tâm. Đấy. Oppo A31 mới nha. Đầu tiên, chúng ta nói là mới 100%. Thứ hai nữa RAM 8 256GB và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nhá. Em bán cho các bác với giá chỉ có 2.150.000 triệu nhận ngay một chiếc điện thoại Oppo A31 256GB mới 100% nha RAM 8 256 g Nếu mà các bác nhận hàng mà nó không đúng với những cái lời quảng cáo của em thì các bác không nên nhận. Bởi vì em bán cho các bác, em không cầm của các bác một đồng nào thì những cái lời quảng cáo của em nó phải chuẩn nha các bác nhá. Đây. Con này là RAM 8 256 g này. Oppo A31 nhá. Nếu mà các bác không nhìn thấy cái thông số ở trong cái điện thoại này thì các bác cứ nghe theo lời em quảng cáo mà các bác nhận hàng. Đấy, RAM 8 256 g giá chỉ có 2 150 000 nhận ngay một chiếc điện thoại. RAM cao bộ nhớ cao pin châu nha pin 5000 màn hình 6.5 nha tất cả các điện thoại bên em ấy, đều là có cái siêu ở đây với lại là các bác nhìn qua hình ảnh thì nó không được tốt là không được đẹp lắm nhưng mà thực tế ra nó có cái lớp dây bóng đây này, này đấy còn khi mà chúng ta sẽ bỏ nó đi thì nó sẽ mới đã mới thì nó phải phun hộp và đầy đủ phụ kiện nguyên siêu nha các bác nha Oppo A31 2 triệu 150 nghìn tiếp theo nếu mà các bác muốn mua một số cái dòng mà giá cực rẻ mà rất là nhiều người quan tâm thì chúng ta hãy để ý những cái sản phẩm này đây là một chiếc điện thoại Oppo F11 mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe mới 100 nha nguyên hộp full hộp nha Oppo F11 nha F11 RAM 8 256 g pin 5000 màn hình con này 6,5 inch Đấy, bán cho các bác với giá chỉ có là 2 triệu 350 nghìn 2 triệu 350 nghìn Ram 8 này 256 gb này chuẩn chưa Chúng ta phải nói một điều là em bán cho các bác Em nhận từ đồng tiền của các bác Thì em cũng phải bỏ ra một cái sản phẩm tương ứng với cái đồng tiền của các bác bỏ ra Tất cả những cái sản phẩm của chúng ta ở đây Không phải là những cái sản phẩm cực kỳ là tốt và xịn sò nhất Có nghĩa là chúng ta phù hợp với cái túi tiền của chúng ta thôi Bởi vì các bác phải biết là Chúng ta không thể có cái chuyện là bỏ ra một triệu mà mua được cái sản phẩm 10 triệu Đúng không ạ? Tiền nào của đấy các bác ạ Đấy, tiền ít mà đòi thịt nhiều thì chắc chắn có không có đâu. Đấy. Sản phẩm tốt thì người ta không bao giờ rẻ, sản phẩm rẻ người ta không bao giờ bán. Bán bán à, rẻ cho ai à, bán bán giá đắt cho các bác đâu nhá. Sản phẩm rẻ cũng không bao giờ người ta bán đắt. Đấy. Người ta chỉ bán những cái tầm tiền của chúng ta bỏ ra thôi. Oppo F11 RAM 8 256 g giá chỉ có 2 triệu 350 nghìn em nói thật với các bác tất cả những cái dòng sản phẩm bên em không có ai bán hàng nhiều như em mà bán không cần cọc nha thoải mái kiểm hàng ok thanh toán không đúng lời quảng cáo của chúng ta chúng ta không nên nhận phải không ạ chúng ta mua mà chúng ta phải bỏ tiền ra mà thì chúng ta không đúng với cái sản phẩm mà chúng mình đặt thì làm sao mình nhận phải không ạ còn đây cũng là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người để ý này Oppo F9 Pro con này là pin 4500, màn hình con này 6,5 inch. RAM con này RAM 8 và con này 256 GB nha mọi người nha 256 GB các bác thoải mái kiểm hàng đúng cái sản phẩm ở này và đúng RAM 8 256 GB F9 Pro, full hộp nguyên zin 100%. Đấy. Còn em bán hàng cho các bác thì các bác nhìn qua hình ảnh ở đây và video ở đây thì nhìn nó rất là xấu. Tuy nhiên em bán hàng qua video chứ không phải là bán hàng qua hình ảnh. Nếu mà bán hàng qua hình ảnh thì người ta sẽ chụp ảnh, rồi người ta sẽ chỉnh sửa. Còn đây em bán hàng qua video thì nó có như thế nào thì em sẽ quay cho các bác như thế đó. Đấy nó là thực tế nhất. Đây còn nhiều người bảo là sao mà bảo máy mới mà nhìn nó xước. Nhưng mà tất cả đều là phải có cái dây bóng lớp tem siêu này. Nên là mọi người sẽ không hiểu và mọi người sẽ bảo là cái máy em nó là máy cũ. Nhưng mà em đã báo cho các bác là quảng cáo mới thì các bác nhận hàng nó phải nguyên siêu, nguyên tem. Đấy và đầy đủ phụ kiện, ốp sạc và tai nghe cho các bác hết. RAM 8 256 g giá chỉ có 1 triệu 950 nghìn thôi Quá rẻ Cho các bác đi tìm đi Tham khảo hết đi Chỗ nào rẻ hơn thì các bác có thể mua cho đó Còn bên em bán cho các bác Với giá 1 triệu 950 nghìn Theo em nói là rẻ nhất rồi Không có ai rẻ hơn rồi Nếu mà các bác muốn biết được chỗ nào mà rẻ hơn Thì các bác báo ngay cho em nha Oppo A à, à, xin lỗi Oppo F9 Pro nha Giá là 1 triệu 950 nghìn Mới 100% ship toàn quốc không có cọc gạch một xu nào vào em thì không biết quảng cáo những cái lời quảng cáo em quá tốt nhưng mà em uh, quay ở đây nó là thực tế không như người ta là lừa cọc năm chục một trăm thì nói đại đâu đúng không em bán cho các bác đã không cọc thì tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn còn tiếp theo đây là một chiếc điện thoại Oppo A5s mới full hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe con này em để cho mọi người với giá chỉ có 1 triệu 650 000 mọi, Các bác bỏ ra 1 triệu 650 000 Thì các bạn nhận ngay một chiếc điện thoại à, uh, Mới là 1 hai nữa là RAM của nó RAM 6 và 128GB Pin 4500 Màn hình con này 6.5 inch nhá RAM 6 này 128GB này Oppo A5S bởi vì em bán rất là nhiều những cái dòng điện thoại nên các bạn đặt hàng các bạn phải nhớ cái tên cái sản phẩm khi mà em quay ở đây thì các bạn mới nhận được hàng còn nếu mà các bác không nhớ được cái tên sản phẩm thì chắc chắn các bạn sẽ không đặt được hàng bởi vì là nó rất là nhiều đấy còn um, những cái sản phẩm này thì giá cũng chỉ có hơn một triệu thôi nó cũng không đáng kể gì cả đấy đây này như thế này mới gọi là sản phẩm mới đúng không còn khi mà mọi người nhìn qua hình ảnh video nhìn nó như vậy kể cả là mặt trước mặt sau đều là có tem siêu hết đây này à, ok chưa đấy. chúng ta nói được em bán hàng em thu tiền từ các bác bằng thật nhưng mà em cũng phải bỏ ra cho các bác một cái sản phẩm mà nó tương ứng với cái đồng tiền của các bác bỏ ra em thì có rất là nhiều này từ oppo này redmi samsung iphone vivo nói chung là tất cả các mặt hàng trên thị trường có là bên em đều có đấy nên là anh em yên tâm khi mà các bạn à, lựa chọn những cái sản phẩm bên em bên em thì không thiếu cái gì đâu nhá các bác cứ yên tâm và các bác đừng rời qua màn hình và các bác theo dõi hết tất cả các video của em đấy, ưng được con nào thì chốt con đấy nhá và nếu mà chúng ta theo dõi thì chúng ta mua rồi thì thôi mà chưa mua thì chúng ta có thể là chia sẻ hộ cùng nhau để tham khảo chỉ có ở nơi này mới là những cái địa điểm uy tín và bán nhiều sản phẩm mà không cần cọc thôi còn những người ta bán một đến hai cây đấy người ta vẫn bắt các bác cọc nọ cọc kia vài trăm nghìn thôi đấy mà người ta vẫn bắt các bạn cọc thế tại sao tôi bán nhiều như thế này mà các bạn lại không tin đúng không còn đây là một cái sản phẩm Oppo A3 A3S mới đầy đủ phụ kiện ốp sạc và tai nghe mà con này tại sao không có hộp nguyên nhân gì máy nó quá rẻ nên là chúng ta mà lấy hộp nữa mất thêm 80.000 nữa thì nó thành ra quá đắt bởi vì 80.000 nó không đáng kể nhưng mà so với số lượng một ngày em bán trăm đơn 100 cái máy này là chuyện bình thường nha một đến 200 cái máy như thế này là chuyện bình thường thế là 10 cái trăm cái mất 8 triệu tiền hộp một tháng các bạn biết là bao nhiêu mấy trăm triệu tiền hộp không Đấy là cái việc thực tế nên là chúng ta nó tiền chúng ta ít chúng ta cũng không nên đòi hỏi quá cao đấy, những cái sản phẩm em bán cho các bác tốt hay không thì chúng ta phải hiểu vấn đề là em không bán được thì làm sao em có nhiều sản phẩm như thế này mà kênh của em làm sao nó đạt được 4 đến 5 triệu người xem và làm sao em một ngày em bán được 4 đến 500 đơn trên một ngày Đấy, cái việc đấy nó thực tế không ai giấu ai cả nha Oppo A3s mới đầy đủ phụ kiện không có hộp RAM 6 và 128GB pin 4500 con này màn hình con này là 6,45 inch nhá Đấy, cứ nhận hàng đúng những cái lời em quảng cáo đúng cái mồm của em quảng cáo như thế nào thì các bạn nhận cái sản phẩm nó như thế đó bởi vì em bán cho các bác ship toàn quốc mà không cần cọc kiểm hàng thanh toán các bạn không nhận các bạn chẳng mất đồng nào đấy, em không bán hàng như kiểu là kiểm hàng không nhận là mất ba chục năm chục không có đâu đấy mình đã không lấy thì không phải mất tiền cho ai cả nha đó là những cái chiêu trò của người ta thôi còn thực tế là mình không lấy không mất gì đâu các bạn ạ đấy mình không nói bất cứ một ai tôi chỉ nói riêng một mình tôi nha RAM 6 và 128 g này, chuẩn chưa? Cứ nhận đúng như thế chúng ta làm việc mà còn không đúng không nên lấy nhá. còn ở đây nó cái thông số nó rất là nhỏ nên là chắc chắn là một số bạn sẽ không nhìn thấy cái chữ ở trong này đâu. Đấy, nhưng mà các bạn cứ nghe theo những cái lời em quảng cáo mà các bạn nhận nhá. RAM của nó RAM 6 và 128 g 2 sim 26 sóng nhá Oppo A3s tiếp theo nếu mà các bạn muốn tìm những cái dòng iPhone hay là Samsung thì cũng có rất là nhiều thì các bạn cứ chờ đợi một tí rồi là mình sẽ quay cho các bác xem. Đấy, nhà này mà hết sản phẩm thì chắc nhiều nhà không có hàng mà bán. Em thì bán thì cũng không phải là quá nhiều đâu, nhưng mà những cái sản phẩm em cung cấp nó cực kỳ là đều đặn. Đấy, lúc nào cũng có chứ không phải là không có nha Như con iPhone 6 Plus này nhá. iPhone 6 Plus này. Ngoài hình thức bên ngoài thì đặt được khoảng độ 85 cho đến 90 phần trăm nó vẫn có một số một số chỗ nó bị chấm phẩy một tí lông chuột lông mèo một tí đây này à, chấm li, li ti đầu kim như thế này là nó có nhưng mà con này nó là máy cũ và con này mất vân tay à, iPhone 6 plus đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái vấn đề pin con này nó là một trăm phần trăm thứ hai nữa là không có tài khoản iCloud nha à, thứ ba nữa là con này 64 Đấy, chuẩn tư ghi ra iPhone 6 Plus nhá. Tiếp theo nữa thì là con này chúng ta kiểm tra về thông tin pin, pin con này đặt tối đa 100%. Ok chưa dạ. Nhưng mà con này màn zin nhá, màn zin vỏ của nó đạt được 85 đến 90%. Đây các bạn nhìn này. không có ám, không có chấm đốm gì cả. Đấy, đầy đủ phụ kiện kèm từ ốp, từ sạc và từ tai nghe, chỉ có mất mối vân tay thôi nhá. Đấy, con này em bán cho các bác với giá 1.650.000đ. 1 triệu 650 000 đầy đủ phụ kiện Tiếp theo là iPhone 6S Plus iPhone 6S Plus nhé iPhone 6S Plus đây này có chữ S ở đây nhá iPhone 6S Plus con này là hình thức bên ngoài Đạt được khoảng độ là 95 phần trăm nó cũng không có một chỗ nào nó bị chấm phẩy đâu nó không không có chỗ nào mà nó bị móp méo gì cả đấy, hình thức bên ngoài được 95 phần trăm nha cam kết cho tất cả các bác em mà quảng cáo sai mà nhận hàng mà nó bị móp bị méo bị nứt nẻ các thứ thì các bạn thôi 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 bỏ đi đấy và thứ hai nữa là các bạn là phải hình dung được cái độ zin của nó như thế nào thì chúng ta sẽ kiểm tra về cái vấn đề là màn hình nha Tiếp theo chúng ta kiểm tra về cái thông số của cái chiếc điện thoại này. Đấy. Con này nó là 128 g. 128 g và tiếp theo nữa. Kiểm tra về vân tay. Đầy đủ vân tay thì các bạn biết là nó zin đến mức độ nào rồi. Đây này, màn có bị ám ố gì không? Không có nha Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ kiểm tra về pin của nó là 100% rồi. Đấy pin 100% dung lượng tối đa 100% ok chưa kèm đầy đủ phụ kiện cho tất cả mọi người này con này ấy, nó cũng không phải là quá rẻ đâu nó là 2 triệu 2 đấy nếu mà các bạn bảo con này đắt thì chúng ta có thể tham khảo con khác nha các bác nhá đấy con này là 2 triệu 2 nhá đấy 2 triệu 2 iPhone 6s 128g bản này bản cao 2 triệu 200 nghìn tiếp theo iPhone 8 hai con iPhone 8 nó chênh lệch rất là nhiều đây này, con này em bán bán rất là đắt. Đấy, tầm này là hết pin. Con này ấy là ngoài hình thức đặt đây này, nó có một số chỗ nó bị chấm phẩy đây chỗ móng tay của em đây này. Đây này. Đấy. Và con này nếu mà để mà nói về hình thức bên ngoài đặt khoảng 80%, nhưng mà con này tại sao nó đắt 4 triệu 500 các bạn giật mình không Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái mức độ zin của nó là quá zin. Thứ hai nữa là con này nó là 256 g nha, 4 triệu 500. Nếu các bạn bảo đất thì chúng ta sẽ dẹp lại con này một bên. Được chưa? Bán lại cho các bạn một con rẻ tiền này. Đây. Con này cũng zin như nhau, hình thức bên ngoài thì đạt được khoảng độ 90%. Đấy, nó còn đẹp hơn con kia được cơ. Nhưng mà con này chỉ có 64 g thôi. 3 triệu 700 000 Nha, 3 triệu 750 nghìn mươi 64 ghi miễn phí ship à, chúng ta kiểm tra về cái màn hình này đẹp chưa đẹp long lanh đúng không thứ hai nữa chúng ta sẽ kiểm tra về cái vấn đề là tài khoản là không có rồi bán cho các bác là không cọc là các bạn yên tâm iPhone 8 Plus này 64 ghi này Đấy, 64 ghi này chuẩn chưa và em bán cho các bác với giá là 3 triệu 750 nghìn con này pin của nó là 100% các bác nhá. Đầy đủ vân tay không thiếu gì cả. Ok chưa? Đấy, đầy đủ vân tay. Pin của nó dung lượng tối đa 100%. Em bán cho các bác với giá là 3 triệu 750 nghìn 64 ghi. Còn con này là 256 ghi là 4 triệu 500 nhá. Nói chung là chúng ta phải hiểu một phần là tiền nào của đấy thôi các bác ạ. À. Chứ đừng có phải, đừng có bảo là À, người bán đắt người bán rẻ tuy nhiên thì người ta nhập về đắt thì người ta bán đắt người ta nhập về rẻ thì người ta bán rẻ với lại chúng tôi là những cái người mà chuyên bán điện thoại thì chúng tôi sẽ biết được những cái sản phẩm nào à, chúng tôi sẽ không dám công khai về những cái sản phẩm nào nó hay lỗi ví dụ như một số bạn hay hỏi về cái vấn đề là có máy này hay không tại sao tôi bán nhiều này máy nào chẳng có nhưng những cái sản phẩm mà nó hay bị lỗi ấy, thì bên em sẽ không nhập nhập về nó hay bị lỗi nên chúng ta sử dụng thì nó rất là khó về cái chế độ bảo hành với lại chúng ta dùng nó không không ổn nên là em sẽ không nhập những cái sản phẩm đó. Nên là nhiều người phải thông cảm những cái sản phẩm nào có thì em bảo có những cái sản phẩm nào không thì em bảo không. Đấy chứ còn mình bây giờ mình nhắc ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng đến bên công ty nên là chúng tôi sẽ không nhắc cái tên của nó. Đây này. Đây là Samsung Galaxy A12 nha RAM 4 và 64 GB. Con này em bán cho các bác với giá 2 triệu 650 nghìn Full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện Từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nha các bác nha Đầy đủ phụ kiện mới 100% Nhận hàng, kiểm tra hàng đúng mới Chúng ta thanh toán tiền Còn không đúng chúng ta không nên thanh toán tiền nha các bác nha Con này 128 ghi pin 5 nghìn Màn hình con này là 6,5 nhá, Đấy, 6,5 Đây, thông tin và bộ nhớ này Ok chưa, 128 ghi này và tiếp theo nữa là chúng ta kiểm tra với thông tin pin dư lượng pin 5000 ok chưa bán cho mọi người với giá chỉ có 2 triệu 650 nghìn nhận ngay một chiếc điện thoại RAM của nó là RAM 4 và 128G mới 100% Samsung Galaxy A12 nha các bác nhé Samsung Galaxy A12 Đấy. tất cả những cái sản phẩm em bán cho các bác ship toàn quốc không mất một đồng tiền phí ship nào và một đồng tiền cọc nào Đấy. Em nói thật với mọi người thì không biết là mọi người có tin em hay không Tuy nhiên thì để em xin các bạn mấy giây Em nói thật với các bác nha Đây là khoe về cái thành tích từng ngày một để cho các bác xem và các bác có tin tưởng em hay không Hôm nay là ngày 29 tháng 10 nha Đấy thì cái video này hôm nay em làm thì ngày mai mới đăng hoặc là ngày kia mới đăng hoặc là ngày kia mới đăng chứ không phải là đăng luôn bây giờ. Có nghĩa là chúng ta phải làm trước một ngày thì chúng ta mới đăng sau. Đấy. Đây là ngày 29 tháng 10 còn cái ngón tay của em hay che cái này ấy. Đây là một cái mã đây là cái mã cái app của em để tránh người ta bị mất app gọi như kiểu là số căn cước ấy. Đấy, đây này, lấy thành công 403 đơn trên một ngày. Đấy, lấy thành công 403 đơn trên một ngày. Và tiếp theo lấy tiếp 9 đơn nữa thành 411 đơn. Có nghĩa chờ lấy này. Tạo đơn rồi đấy nhá. Và khách đã hủy mất 20 đơn. Và trong khi một ngày hôm nay đặt được 285 đơn thành công. Ok chưa? Đấy, cái này là không phải là sao chép ở đâu về hay là ăn cắp ở đâu về nha. Lấy thành công. Đây là cái app Viettel Post nha. Em chuyển hàng qua Viettel Post nha. Đấy các bạn nhìn kỹ nha. Đấy. 29 tháng 10. Một ngày lấy thành công. 4, 403 cộng với 9. Thì tiếp theo lấy tiếp này. Chưa lấy này. Đấy. Có nhà tạo thành công còn chưa lấy nhá, Và khách hủy 20 đơn nhá Đấy, và ra thành công 285 đơn Chuyển chưa đây này, nhiều người bảo cho em chụp ảnh cái này em nói các bác này đây là những cái đơn chờ lấy này đang lấy đang lấy này 3 triệu 8 này 2 triệu 100 4 triệu 500 này 1 triệu 500 này 3 triệu 400 này 2 triệu 100 này 2 triệu 800 này đấy đây này tất cả các đơn hàng của em 5 triệu 500 này rồi thì là 2 triệu 300 này không có cái đơn hàng nào là dưới 1 triệu, 3 triệu 700 này, thấy chưa? Đấy. Các bạn phải hình dung như thế này. Nếu mà em quảng cáo những cái lời quảng cáo của em mà nó không đúng với cái sản phẩm mà nó không uy tín, không đạt được cái chất lượng mà chúng ta dùng ấy và với, với với những cái lời quảng cáo của em ấy thì chắc chắn em sẽ không bán được một ngày 400 đến 500 chiếc điện thoại. Và kênh của em nó không đạt được 4 đến 500 4, 40 đến 50 000 người đăng ký kênh và không đặt được 4 đến 5 triệu người xem đấy là đủ uy tín cho các bác chưa đấy và sản phẩm em bán rất là nhiều nên là nhiều người ấy, một mình em nói để thuyết phục được mọi người tin em thì rất là khó còn ai tin thì tin mà không tin thì thôi đúng không ai tin thì có thể là mua ủng hộ nhau một cái điện thoại còn không tin thì cũng không biết làm cách nào cả còn bên em bán như thế này ấy, là nó không có thuế má gì nên là bên em bán giá nó cực rẻ thôi so với người khác phải không ạ còn nếu mà người ta bán ở thế giới di động người ta phải đóng thuế nhân thêm 15% thuế và một cái hóa đơn đỏ trên một chiếc điện thoại người ta phải bán đắt hơn là đúng rồi đấy đấy nó là như vậy thôi chứ còn không phải là nhiều người không không hiểu là cứ bảo là uh, tại sao ngoài cũng đắt rẻ đấy còn nó cũng có rất là nhiều cái trường hợp ở ngoài xã hội này người ta bán nhé Nó có hàng tàu này hàng độ vỏ này hàng sách tay này hàng lối kỹ thuật này tràn lan trên thị trường đấy, nên là nhiều người không biết nhiều người bảo Ô cái con này tôi thấy ở người ta bán có một triệu thôi mà mày bán đến tận 4 triệu mà chênh lệch nhiều quá đúng không ạ Thế tại sao người ta bán iPhone 16 Pro Max bây giờ người ta bán chỉ có bao nhiêu đấy một số cái trang mạng người ta chỉ bán à, 1 triệu 500 thôi đấy nhưng mà ngoài thị trường người ta bán đến 4 đến 50 triệu thì các bạn phải hiểu như vậy thôi tốt nhất nếu mà các bạn mà tham khảo nhiều ấy, thì tốt nhất là các bạn cứ mua chỗ nào rẻ nhất là chúng ta mua đấy còn chúng tôi bán thì ở đây thì chúng tôi phải nhập về 10.000 chúng tôi phải bán 11.000 để trở lên chứ không bao giờ mua 10.000 bán cho các bác 7.000 đâu đó là như vậy nói cho nó dễ hiểu như vậy đấy, nên là rất là khó cho mọi người trăm người bán vạn người mua hơn thua nhau nói chất lượng đấy sản phẩm tốt thì không bao giờ rẻ sản phẩm rẻ thì không bao giờ tốt đấy nếu mà các bạn muốn tìm một cái số cái sản phẩm tốt chính hãng thì chúng ta hãy nghiên cứu những cái địa điểm nào chúng ta nên mua thì chúng ta mua bởi vì là những cái người mà người ta bán một hai cây ba bốn cây 10 cây mà Bắt các bác cọc nọ cọc kia mà các bác vẫn tin Mà tại sao chúng tôi bán vài nghìn cây như thế này Một ngày 400 đơn thì một tháng các bác phải biết bao nhiêu đơn trên một ngày Đấy Mà một ngày chúng tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền để lưu hành toàn quốc Đã đặt và đảm bảo được uy tín cho tất cả các bác chưa Mà các bác không tin tôi Đúng không à, Chẳng qua là mình Chúng tôi thì tôi làm Em em làm thì không biết cách Những cái lời quảng cáo nó quá tốt như người ta Đấy nhưng mà mình cũng chỉ biết là cái, Nghĩ được cái gì thì mình nói cho các bác như thế nhưng mà có người không hiểu bảo là mình nói khó chịu khó nghe đúng không mà lại không tin tưởng đấy con này ấy là Techno 20C giống y hệt iPhone 15 10, 13 14 Pro Max nhé các bác nhá đấy giống y hệt Techno 20C con này là màn hình 6,7 RAM của nó là RAM 4 cộng 4 thành RAM 8 và con này nó là 128GB em bán cho các bác 3 triệu 700 nghìn nha 3 triệu 700 nghìn mới full hộp cái hộp nó ở ngay trước mắt của chúng ta đây Ok chưa Tất cả các dòng điện thoại cái hộp thì nó có thể giải quyết được cái gì đâu Đấy, Nhưng mà nó phải có cái nào mới là nó phải mới Đấy. Techno 20C nhá Bán cho các bác 3 triệu 700 nghìn nhá Em đã nói rõ rồi nhá 128GB RAM 4 4 nhá Đây. Techno 20C này. Android 13 chấm này. Cam trước 8 chấm này. RAM 4 4 này. Và 128GB này. Pin 5000 này. Ok chưa ạ? Chuẩn chưa ạ? Bán cho các bác chỉ có 3 triệu 700.000 thôi. Đấy, sản phẩm em thì có mà quảng cáo đến ngày mai cũng không hết được. Nếu mà các bác có tin hay không ấy. Mà các bác chưa mua thì các bác cũng có thể đăng ký kênh để theo dõi. Đấy, và tham khảo từng cái sản phẩm bên em. Đây này redmi 9A ram 3 và 32G phù hợp cho học sinh hoặc là người già hoặc là trung niên hay là chúng ta làm máy phụ có 1 triệu 450.000 thôi pin 5.000 màn hình con này 6,5 ram3 và 32G nhá Đấy, máy là máy 999% trăm không có hộp bán cho mọi người với giá chỉ có 1 triệu 450.000 là quá rẻ rồi làm gì có chỗ nào mà bán rẻ có hơn triệu bạc mà mua được cái sản phẩm như thế này đúng không Đấy, em bán cho các bác chỉ có 1 triệu 450.000 thôi Tiếp theo nếu các bạn muốn tìm một số cái sản phẩm giá rẻ nữa thì ở đây này. Vivo i93. Vivo i93 RAM 6 và 128 GB, chỉ có 1 triệu 500 không có hộp nhưng mà đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe nhá. Làm một cái sản phẩm mới nhá. Mới 100%. Đấy, à, không có hộp. Em đã bảo rồi những cái dòng nó rẻ quá lấy hộp là mất thêm 80 000 Đấy các bạn biết là một cái hộp mà mất 80 000 một ngày 400 400 cái 48 32 một nó nói về cái tiền hộp mất 32 triệu một ngày của tôi đấy không phải ý đâu đấy. con này 1 triệu 500 Vivo y93 ram 6 và 128 g nhá ram 6 128 g cứ kiểm tra đúng thì chúng ta nhận này. Đấy. cứ đúng 128 g thì chúng ta lấy đây lúc mà nhận uh, quảng cáo một đằng sản phẩm một nẻo thì không được rồi. Đây là RAM 6 này và 128 GB chuẩn chưa? Nếu mà các bạn muốn tìm cũng là cái sản phẩm này nhưng mà RAM cao hơn thì đây cũng có một cái sản phẩm này. Đây này, cũng như nhau thôi. Cũng là một thôi nhưng mà RAM nó cao hơn thì giá nó sẽ đắt hơn. RAM 8 256.000 này. Cũng là i93 nhưng mà nó là 1 triệu 7 các anh em ạ. Trên lệch vẫn 200.000. Đấy, con này với con này nó giống y hệt nhau 100% à, nhưng mà nó chênh lệch với RAM và bộ nhớ của nó nhá 256 gb 1 triệu 700 128 gb thì nó là 1 triệu 500 anh em theo dõi video ấy thì chúng ta đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay cho để cho mọi người cùng tham khảo và nghiên cứu để mua nhé sản phẩm bên em này rất là nhiều này đây này Redmi Note 12 nhá. Redmi Note 12 mới, full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Đã mới thì chúng ta không hỏi về vấn đề có đủ cái gì không. Đã mới thì nó sẽ không thiếu bất cứ một cái gì cả. Đấy. Đây này. Con này là Redmi Note 12 nhá. Redmi Note 12 này. Đấy. con này cũng là 256 GB này. Ram 8 cộng 2 thành ram 10 này Ram 8 cộng 2 thành ram 10 và 256 ghi nha Pin 5000 màn hình 6,7 inch Em bán cho mọi người với giá thì chỉ có 3, à 4 triệu 100 nghìn thôi Xin lỗi 4 triệu 100 nghìn mà chúng ta đã nhận ngay một chiếc điện thoại Redmi Note 12 nhá Redmi Note 12 4 triệu 100 nghìn Còn Redmi 12 Redmi 12 này ấy, em bán 3 triệu 700.000 màn hình cũng là 6,7 Ram của nó cũng là Ram 8 cộng 2 và con này cũng là 256g giá là 3 triệu 700.000 mi 12 rẻ hơn Note 12 400.000 3 triệu 700.000 nhé 256g này Redmi 12 này Đấy. những cái con này ấy, các bạn phải hiểu một phần này có người thì nói là đọc là Xiaomi mi Redmi Note 12 Đấy, đây nó chính xác là nó ở đây nha. Chẳng qua là cái thông số nó ghi như thế nào thì em phải đọc rõ như vậy cho các bác để tránh cái trường hợp là tôi nói sai trong là các bạn lại nhận nó không đúng. Đấy, con này em bán 3 triệu bảy nhé, nhìn quá đẹp đúng không? Làm gì có chỗ nào mà người ta bán hàng như em ở đây em bán cho các bác nhé, vài nghìn cây nhưng mà không có cần cọc một xu nào mà nói đi nói lại mà mọi người vẫn không tin em mà mọi người vẫn cứ bảo là em lừa các bác nhưng mà thực tế ra. Tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được mọi người. Đây. Đây cũng là một cái sản phẩm mới mà chúng ta đáng quan tâm và chúng ta hãy để ý này. Con này ấy là Oppo A97. Oppo A97 mới 100% nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc từ tai nghe nha các bác nha. Con này là đây này, các bạn nhìn nó bẩn bẩn đúng không? Nhìn nó hơi xấu phải không? Nhưng mà thực tế nó có cái lớp giấy bóng ở đây. Đấy, bóc nó ra nó mới mới này. Đấy, con này em bán cho các bác giá nó cực rẻ thôi màn hình 6,7 inch RAM của nó RAM 12 cộng 5 nhá và con này 256 ghi nhá con này là Oppo A97 nhá đây Oppo A97 ừ, giới thiệu điện thoại này RAM của nó là RAM 12 cộng 5 chuẩn chưa RAM 12 cộng 5 12 đây cộng đây và con này là 512 ghi à. À, vẫn còn sót lại vài con 512 ghi. À, A97 nhá. Con 512 ghi này ấy, Android 12 chấm con 512 ghi này là bán cho các bác với giá là 4 triệu 750 000 nhá, 512 ghi. Còn là cái con mà 256 ghi ấy thì bán cho các bác với giá chỉ có 4 triệu 350 nghìn thôi Xem có con nào Con nào cũng 512 ghi này A975G này Đấy, RAM 12 cộng RAM 12 cộng 5 này Đấy, Android 12 chấm nhá 512 ghi 4 triệu 750 nghìn Còn là 256 ghi là 4 triệu 350 nghìn thôi Tầm tiền để mua như thế này thì nói chung là nó cũng không phải là những cái sản phẩm nó quá tốt Nếu mà để tốt nó chưa phải là tốt đâu anh em ạ à. 1 đến 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu chưa là tốt đâu Nếu mà tốt nó phải 3, 40 triệu mới là tốt Chẳng qua là tiền chúng ta ít thì chúng ta chỉ mua được cái sản phẩm như thế này thôi à, Còn em cũng bán theo thị trường thôi anh em ạ à, Nên anh em yên tâm Con này ấy, nếu mà các bác mà mua ở ngoài 512 ghi em nói cho các bác Không có đến gần 8 triệu ấy thì em cắm đầu em xuống đất và em bỏ nghề luôn em công khai nói được em làm được nói ở đây không phải là, là là là, chúng ta nói với một người với một người đâu em đăng lên bán toàn quốc nên là những cái lời của em mà nói ở đây nó phải đảm bảo được những cái, cái cái, cái, sự uy tín của em đấy tiếp theo đây là con Samsung Galaxy A22 Samsung Galaxy A22 mới 100 trăm nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện đây các bác nhìn thấy nó bẩn nó hơi xấu không nhưng mà không phải đâu nó có cái lớp giấy bóng này này nên là nhìn nó thế thôi khi mà chúng ta sẽ bỏ nó ra thì nó rất là mới đấy còn em quay video em cứ cầm ba bốn con một thế này thì đôi lúc sợ nó xước ấy. nhưng mà em cứ kệ nó như vậy nên là nhiều người bảo là đôi lúc gửi hàng đi cho các bác ấy, đôi lúc còn chưa chưa chùi kịp đấy bởi vì số lượng bán được vài trăm đơn trên một ngày nên là lắm rất là nhiều Đấy. em không phải là như ở thế giới di động mà thuê những cái anh em chân ngắn chân dài ra để lau chùi và mời chào đâu em bán bán trực tiếp bán thẳng đấy nên là đôi lúc nó cũng hơi 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 hơi, hơi làm nó cũng hơi bừa bội một tí con này là 2 triệu 950 nghìn pin 5 nghìn RAM 6 và 128 gb nha Samsung Galaxy A22 mới 100% full hộp nguyên hộp và đầy đủ hết phụ kiện từ ốp từ sạc và từ tai nghe nhé Đấy. đây này kiểm tra rõ ràng cho các bác chứ đến lúc mà em nhiều sản phẩm quá em không nhớ được hết đâu mà 56 và 128 gb nhá Tiếp theo thông tin của điện thoại này. Pin của nó là 5.000 này. Chuẩn chưa? Đấy. Bán cho các bác với giá là 2 triệu 950 nghìn. Samsung Galaxy A22 rẻ hơn thị trường. Khoảng độ gần 2 triệu. Nhá. Yeah. Nếu mà các bạn muốn tìm một cái sản phẩm mà nó như thế này. Mà giá nó cũng gần 5 triệu thì tại sao nó lại như vậy? Vì các bạn nhân thêm 15% thuế nữa thì nó là đúng rồi. Nhá. Yeah. Đấy, em bán cho các bác không có thuế má gì và không có hóa đơn chứng từ gì thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều 2 triệu 950 000 Samsung A22 tiếp theo là con Zeno 6 đây này Geno 6 nhá Zeno 6 5G RAM của nó ra 12 cộng 5 thành ra 17 và con này 256 g pin con này 5.000 màn hình con này 6,5 inch em bán cho các bác với giá là 5 triệu 500 con này là màn hình tràn viền nha các bác nhé đẹp như thế này đấy. đẹp hơn cả ngọc trinh đấy. máy hai sim hai sóng các bác phải hình dung được cái chỗ hai sim hai sóng này ấy nhiều người hỏi em là tháo ra có một sim đấy nhiều người hỏi em là tháo ra có một sim có cái que chọc sim đâu hết rồi để em chọc cho các bác xem cái này ấy thì khi mà chúng ta lấy một cái sim lắp vào hay là hai cái sim lắp vào là đều được nhưng mà nhiều người không biết là nó là một cái khay sim nhưng mà lắp được hai bên. Hai bên nhé có nghĩa là mặt trước và mặt sau đều lắp được sim. Đấy, mặt như thế này thì mặt này cũng lắp được và mặt sau này cũng lắp được thì gọi là máy hai sim nhá. Mà nhiều người mang về thì cứ bảo thấy có một một lỗ thôi không phải. Đấy, nhưng mà nó là hai sim ấy mọi người ạ. À. Con này là màn hình tràn viền. Đấy, đẹp như thế này. Thấy chưa? Đây này, RAM của nó RAM 12 cộng 5 này, 256 GB này. Geno 6 5G này. Deno 6 5G Màn hình tràn viền nha Tầm này thì chúng ta đừng có hỏi là cam nó có nét hay không Nét hay không thì các bạn chỉ cần xem cái bộ nhớ Và cấu hình là biết là nó nét hay không rồi Khi người ta đã làm ra cho một bản Một cái sản phẩm mà, à, 256GB ấy, Thì nó không cực nét Nhưng mà nó cũng được tương đối đấy Để mà nét thì 15-20 triệu cũng chưa gọi là nét đâu đấy, Nét nữa thì còn phải nhiều tiền nữa Như con này Zeno 5 Pro. Con này thì là màn hình của nó là màn hình cong nhá mọi người nhé, Màn cong đây này. Đấy, màn hình cong. Ok chưa? Màn hình cong. Con này RAM cao, bộ nhớ cao đây này. Đấy quay phim chụp ảnh thì tầm này nó cũng chỉ được như vậy thôi. Đấy. Con này xem bộ nhớ và cấu hình nó là bao nhiêu. Con này của nó là 256 GB, cũng là 12 cộng 5, RAM của nó cũng là 12 cộng 5, Zenno 5 Pro nha. Đấy, 5G. Con này em bán cho các bác với giá là 5 triệu 500 000 Màn hình cong 5 triệu 500 000 Zenno 5 Pro. Mới 100%, nguyên hộp, full hộp và đầy đủ phụ kiện từ ốp, từ sạc và từ tai nghe. Giá 5 triệu 500. Còn tiếp theo là con Zenno 6, à 7. Zeno 7. Con này là Zeno 7 nhá, Zeno 7. Cũng là RAM 12 cộng 5 và con này 256 GB. Giá cực rẻ thôi, em bán cho các bác thì cũng cân đối thị trường, bởi vì em đăng lên đây em đăng toàn quốc chứ không phải là một mình em nói chuyện với các bạn mà em lừa được một mình bạn, đúng không ạ? Android 12.256 GB, Zeno 7 5G nhá. Đấy. Đây này, đẹp như thế này. Chỉ cần được như thế này là ok rồi, đúng không? Và con này em bán cho các bác với giá là 6 triệu 500. Anh em không cần cọc đâu, thoải mái kiểm tra đúng cái sản phẩm này chúng ta nhận nha. Bởi vì các bạn phải phải biết là đây là bán số lượng và bán cái số tiền nó rất là lớn chứ không phải là bán như kiểu bán rau hay bán giày bán dép bán quần bán áo một nó không vừa thì chúng ta cũng thôi chúng ta không nói nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà chúng ta có cái giá trị nên là một là những cái lời quảng cáo của em nó phải đúng thứ hai nó phải đảm bảo được cái uy tín thì em mới bán được như vậy đấy và đấy các bạn thấy không và tôi bán cho các bác nha với cái giá trị từ 1 triệu đến 10 triệu mà bán rất là nhiều cái sản phẩm đấy mà không cần cọc một xu không cần cọc một đồng nào mà tại sao các bạn không tin tôi mà các bạn lại đi tin những cái nơi mà người ta bán một cây hoặc là hai cây rồi lừa cọc tất cả các bạn đúng không ạ thôi thì ai biết chỗ nào thì mua cho đấy còn ai dính hay không dính thì đó là tiền của người ta em cũng không biết các bạn là mua bán như thế nào đúng không tốt nhất là mình cứ bán cái sản phẩm của mình đã đấy kể cả em bán cho các bạn này. cho mọi người đi tìm này. Oppo A73 mới 100% nguyên hộp và full hộp và đầy đủ phụ kiện đây mọi người bảo trước phải không xấu phải không đó là cái lớp dây bóng này Đấy, bỏ ra nó phải như thế này cơ Đấy. Oppo A73 con này RAM 8 cộng 5 thành 256 g nha và con này là em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 650 nghìn thôi nếu mà mọi người kêu đắt thì các bạn có thể đi tham khảo hết thị trường đi rồi là mua bán với tôi sau thì cả mặt trước mặt sau đều có dây bóng hết đây này Đấy. Ok chưa Đấy. Mặt trước mặt sau đều có dây bóng hết Đá mới thì anh em yên tâm đi Em quảng cáo và giới thiệu sản phẩm chuẩn 100% cho anh em Đây làm 8 5 thành ra 13 nha Và tiếp theo là con này 256GB A735G Có chỗ nào bán 2 triệu 650 không? Không có đâu anh em ạ Toàn trên 4 triệu thôi nha Các bác A735G 2 triệu 650 000 các bạn đặt hàng bên em hay là mua bán bên em ấy, thì các bạn không nên mặc cả. Em đã cân đối giá từ 50.000 trở lên, trở xuống. Và em cũng cân đầy đủ hết rồi. Nên là chúng ta không mặc cả nhá. Còn các bạn nào mặc cả thì các bạn thông cảm bởi vì em bán rất là nhiều nên là chúng ta phải hiểu những vấn đề đó. Giá rẻ nhất thị trường một cây điện thoại kiếm chỉ được trăm đến 200 000 nghìn là cùng thôi. Đấy. Một cái em kiếm 1 đến 200 000 nghìn một ngày em bán 4 đến 500 cái thì các bạn chỉ cần biết là như vậy là thu nhập bao nhiêu mà tôi có bó lừa các bạn 1 2 triệu hay không? Đấy. Còn không uy tín thì không đặt được 5 đến 6 triệu người xem và không đặt được 3 đến 50 nghìn người đăng ký kênh và không đặt được 4 đến 500 đơn một ngày. Nên em mới nói cho một câu là ở trên xã hội này thì không thể thuyết phục được tất cả ai tin em được. Ai tin thì mua mà không tin thì thôi. Xã hội cạnh tranh, người thì bảo là tôi lừa, người thì bảo sản phẩm em không tốt, người thì bảo là sợ hàng giả hàng nhái. Đấy, có cũng có rất là nhiều người nói nhưng mà kệ mà. Thôi xã hội mà. Ai thì ai cũng vậy thôi cạnh tranh nhau rồi để đấm đá nhau là chuyện bình thường. Oppo A74 mới phun hộp nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện pin con này 5.000 màn hình con này 6,56 inch RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và con này 256g Đấy, A74 5G giá em bán cho các bác chỉ có là 3 triệu 150.000 thôi 3 triệu 150.000 nha Oppo A74 Đấy, RAM 8 cộng 5 thành ra 13 và 256 GB. 3.150.000. Tiếp theo là con A76, A76 rẻ hơn A74. Đấy, vì sao 76 lại rẻ hơn 74? Vì lý do con này nó là 128 GB nha RAM 8 nhưng mà 128 GB, màn hình con này 6.7, pin 5000 mới 100% full hộp, nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện nhá đây này các bác theo dõi video ấy, thì chúng ta đừng quên đăng ký kênh chia sẻ ngay video kết bạn Zalo để được tư vấn thêm hoặc chúng ta có thể là theo dõi tiếp những cái sản phẩm bên em các bạn không đăng ký kênh ấy, thì các bạn sẽ không tiếp tục và theo dõi được những cái sản phẩm mới em về đấy nên là các bạn đăng ký kênh thì không phải là em được cái gì mà các bạn được gì đâu chả ai được cái gì cả video bên em đăng từ lúc 7 giờ sáng và 18 giờ tối nha các bạn nhé các bạn cứ theo dõi đến bây giờ đấy 7 giờ sáng và 18 giờ tối mà theo dõi đây này đang 8 và 128G này Đang 8 128G còn cái con 74 là nó là 256G a76 nhá 3 triệu rồi mới 100% phần trăm tiếp theo là con a 78 Oppo a78 mới 100% phần trăm màu đen màu à, à, tím nhạt và màu xanh nhạt như thế này đấy giá 3.500 nhận ngay một chiếc điện thoại RAM 8 cộng 4 thành ra 12 và con này 256 GB pin 5000 màn hình con này 6.7 nhá. A78 làm gì thấy chỗ nào mà người ta bán cho các bạn cái con này 3.500. Đấy, nếu mà các bạn không tin cứ đi tham khảo hết rồi mua với tôi sau. Còn sản phẩm bên em lúc nào cũng có, các bạn lấy cả nghìn cây cũng có nhá. Không thiếu đâu anh em ạ. Đấy, nên sản phẩm bên em không bao giờ thiếu này, RAM 8 cộng 4 này và con này nó là 256 GB này, A78 5G này chuẩn chưa? Đấy em bán cho mọi người không cần cọc cạch một xu nào tôi chỉ sợ các bạn lừa tôi chứ tôi không lừa được các bạn nha các bạn yên tâm nếu mà các bạn cảm thấy chúng ta mua thì chúng ta đặt mà không mua chúng ta không nên đặt tại sao đấy, em đã bán cho các bác đã uy tín nhất mà không cần cọc kiểm hàng thanh toán không phải là các bạn ghét tôi mà đặt bom hàng tôi thì, thì các bạn giải quyết được cái gì không giải quyết được cái gì nha một mình bạn đặt hàng bên tôi mà bạn không mua cái sản phẩm với tôi thì bạn làm ảnh hưởng người shipper chứ không phải ảnh hưởng tôi nha đấy một cái đơn hàng này ấy, người ta cầm đi không biết là qua mấy chục người thì mới đến tay của các bạn trong khi bạn chỉ là làm trò đùa thôi nếu mà người ta làm mất làm rơi bị trộm cắp bị cướp giật thì người giao hàng phải chịu chứ tôi đâu phải chịu gì đâu tôi ở nhà tôi mà đúng không Đấy, những cái vấn đề đó chúng ta không nên làm cảm thấy có gì nó không đúng thì chúng ta hãy liên hệ và trao đổi trực tiếp còn uh, chúng ta không nên làm những cái chiêu trò là đặt hàng rồi bom hàng giải quyết được cái gì bạn có đâu có lấy được cái sản phẩm này đúng không ạ nên là các bạn phải hiểu cái vấn đề đó nhá như con này là Oppo A32 mới full hộp và nguyên hộp và đầy đủ phụ kiện RAM 8 và con này 256 g nha. Oppo A32 giá chỉ có 2 triệu 500 000 thôi. Đấy, pin con này 5 000 màn hình con này là 6,5. Đây này, RAM 8 256 g này. Oppo A32 nha, 2 triệu 500 000 mới 100%. Đấy, chúng ta bỏ ra 2 triệu 500 nhận ngay một cái sản phẩm 256 g là quá đẹp rồi ạ Oppo a 32 full hộp nhé, đầy đủ phụ kiện ốp sạc và tai nghe cho các bác hết em quảng cáo cho các bác đá mới thì em nói cho các bác là chúng ta sẽ không không lo về vấn đề nó bị xước bị móc méo là một hoặc là bị như thế nào bị bị đốm hay là bị à, à, vỡ không có đâu nhá đã mới thì nó phải mới nên là những cái sản phẩm em mới em cũng không có cái gì phải giới thiệu thêm rất là nhiều em chỉ cần giới thiệu qua ram bộ nhớ và cấu hình và đồng tiền thôi đấy như con này là Oppo A56 mới 100% ram của nó ram 8 cộng 3 thành ra 11 và con này 256g giá em để cho các bác cực rẻ chỉ có 2 triệu 750.000 thôi 2 triệu 750.000 mới 100% nha đây này tem siêu giấy bóng còn nguyên Đấy, 2 triệu 750 nghìn RAM 8 cộng 3 này 256 gb này A56 5G này Android 12 chấm này Đấy Em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 750 nghìn Không có cọc cạch một xu gì cả Oppo A56 nhé A56 Tiếp theo nếu mà các bạn muốn tìm những cái dòng sản phẩm Redmi, Xiaomi, Note rồi thì rất là nhiều đây Như con này nó cực đắt luôn đấy 20 triệu con này Thì nó có nguyên nhân và lý do gì con này nó đắt Thì các bạn có thể theo dõi nhá đây là con Vivo V15 RAM 8 và con này 256 GB nhá. RAM 8 256 GB. Đấy. Con này nó cực đắt nhưng mà nó có cái uh... có cái điểm gì nó có cái giá trị như vậy thì con này nó có camera thụt thò này. Đấy các bạn thấy cam nó thụt thò lên đây không? Cam thụt này. Đấy, chuẩn chưa? Tụt xuống này. Đấy, tụt lên này. Đấy, cam này nó cam thụt thò các bạn ạ. Đấy, nên là con này em bán cho các bác chỉ có 2 triệu 950 nghìn thôi Khi con này nó mới ra là gần 20 triệu Đấy, con này là mới nhá, mới 100% nhá Đấy, bây giờ chẳng qua nó ra rất là nhiều Nên là nó sẽ bị giảm giá bớt đi thôi Đấy, RAM của nó là RAM 8 256 g Đây, cứ kiểm tra cho nó chắc cho các bạn này Chuẩn chưa? RAM 8 này 256 g Nếu mà các bạn không nhìn thấy cái chữ ở trong này ấy, Thì các bạn cứ nghe theo những cái, cái, cái lời em quảng cáo mà các bạn nhận nhá giá 8256 nghìn giá con này chỉ có 2 triệu 950 nghìn thôi Vivo v15 nha tiếp theo nếu mà các bác muốn tìm một số cái dòng sản phẩm mà pin cao và dung lượng cao thì chúng ta có thể tham khảo con này như con này là Vivo i55s vivo i năm s con này là mới một trăm phần trăm nguyên hộp và full hộp và đầy đủ hết phụ kiện hai sim hai sóng đấy máy giấy bóng còn nguyên trang nguyên siêu nhá chúng ta cũng không nên bóc nó ra làm gì cả kể nó như vậy đấy con này em bán cho các bác với giá chỉ là à, nó chỉ là à, bằng à, một cái con à, a 78 thôi đấy đây cứ kiểm tra thông số rồi nói cho các bác cho nó dễ nhá. Đấy. Quản lý hệ thống này, giới thiệu điện thoại này. Vivo i 55 s RAM 8 4 thành ra 12. Và con này là 256GB. Và con này pin của nó 6000. Ok chưa ạ? nếu mà để mà chúng ta không có thời gian sạc nhiều hay là chúng ta không có thời gian ở nhà nhiều ấy thì chúng ta hãy tham khảo con này bởi vì pin nó rất là cao con này là pin 6.000 cơ các bạn ạ pin con này nó 6.000 nên là pin rất là trâu đấy giá chỉ có 3 triệu 700 nghìn thôi ram cũng cao bộ nhớ cũng cao đấy, chúng ta mà mua cái sản phẩm này dùng là khá là ok là quá là rẻ và đủ cái tầm tiền chúng ta bỏ ra mua những cái sản phẩm này là hợp lý nhất đấy, vivo y 55 s nha các bạn nha chúng ta hãy nhớ cái tên cái sản phẩm đó rồi để chúng ta mới đạt được còn không nhớ thì chúng ta sẽ không đạt được cái sản phẩm đó đâu còn thời lượng video thì nó có hạn chắc là em cũng phải tạm dừng video ở đây còn sản phẩm bên em thì còn rất là nhiều còn bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác nha các bác đừng quên đăng ký kênh và theo dõi tất cả các video để em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác từng cái sản phẩm còn bây giờ em sẽ quay chi tiết những cái sản phẩm còn lại nữa cho các bác xem này đấy nếu mà để mà chúng ta tin hay không tin thì chúng ta phải hiểu được bởi vì là thời lượng video thì nó có hạn, đúng không? còn sản phẩm thì còn rất là nhiều, Đã, nên là chúng ta phải hiểu cái này đó. Đây này em còn rất là nhiều cái sản phẩm ở trong cái hình quay ở đây mà em chưa quay trực tiếp từng cái sản phẩm một cho tất cả các bác theo dõi. thì các bạn theo dõi video này thì các bạn cứ đăng ký kênh và chia sẻ cái video, rồi là các bạn sẽ được theo dõi từng cái sản phẩm, rồi là các bạn sẽ ưng được cái sản phẩm nào, rồi thì các bạn chốt cái sản phẩm đó còn bên em thì không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì đã bán cho các bác vài nghìn cây mà không cần cọc thì hình như là ở Việt Nam này ít khi có ai bán hàng như tôi. Những cái sản phẩm của tôi tốt thì tôi cũng không cần phải ai cọc đúng không? Còn nếu mà không tốt thì mới phải cọc. Đấy nên anh em yên tâm. Đấy còn à, bây giờ thì thời lượng video thì nó cũng có hạn. Em cũng cảm ơn tất cả các bác đã mất rất là nhiều cái thời gian quan tâm video và theo dõi hết video này. Thì cảm ơn tất cả anh em và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video và cho tôi một lượt like để theo dõi video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo.